Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện ảnh Mai Chi nhé. Thì hôm nay mình có nhận sửa cho một cái em thợ một cái mạch của máy giặt Toshiba A800. Thì cái hiện tượng của cái bộ mạch này là cứ đang giặt thì bị mất nguồn, bật lại giặt được, đang giặt mất nguồn. Thì em nó có nói là có thay thạch anh dao động rồi nhưng mà không được, thì mang qua nhờ mình sửa giúp. Đấy, thì em có thay thành dao động rồi nhưng mà không được, đang giặt thì bị mất nguồn. Mạch thì mình nhìn qua thì khá là sạch đẹp, cũng khá là chưa có cậy sửa chữa gì, ở mặt trên mặt dưới đều chưa sửa chữa gì. Đấy. Rồi, trên dưới đều chưa sửa chữa gì nhá. Đây, thế thì hôm nay mình sửa cho em thợ thì mình sẽ quay video, mình sẽ chia sẻ cho các bạn rất là chi tiết về cái sửa cái bản bệnh này, cách chúng ta sẽ phân tích nhận định để có cái hướng sửa chữa chính xác đối với cái bản bệnh đang giặt bị mất nguồn của dòng máy giặt Toshiba này. Thì thực ra nó rất là nhiều nguyên nhân, thì chúng ta phải biết cách làm sao để chúng ta phân tích và sàng lọc đi đúng hướng thì chúng ta sửa nó mới khỏi bệnh được. Còn nếu không, chúng ta thay thử linh tinh hoặc cũng như là thay thử mò thì không bao giờ sửa được cái những cái bản bệnh kiểu chập chờn như này. Rồi thì sau đây mình sẽ kết nối phụ tải vào để mình chạy thử cho các bạn xem là hiện tượng nó có đúng là như vậy không. Rồi mình sẽ phân tích và sửa chữa cái bản bệnh này cũng như là chia sẻ cho anh em cách chúng ta làm sao để xác định được cái hư hỏng chính xác nhất của cái máy này. Rồi mình đã cắm đầy đủ phụ tải cho cái bo mạch này rồi, thì sau đây mình sẽ cắm điện vào để chúng ta sẽ cùng quan sát xem là cái hiện tượng của nó hư hỏng là như thế nào. Rồi, máy đã cấp nước. Rồi, máy đã ngăn nước. Đấy, mất nguồn luôn. Ngắt nước cái thì đã mất nguồn luôn các bạn ạ. Rồi, thì mình đấy, thì các bạn vừa theo dõi hiện tượng đấy, máy đang cân đồ giặt được bình thường và chúng ta cấp nước thì có thể nó sẽ bị mất nguồn đột ngột. Rồi thì sau khi xem xong cái hiện tượng của máy thì mình sẽ chia sẻ và nhận định cho các bạn cách một cái phương hướng để chúng ta chuẩn đoán cái ban bệnh này liên quan tới vấn đề gì để chúng ta có thể sửa chữa cho nó đúng hướng và chính xác nhất cái ban bệnh này. Rồi quay trở lại cái mạch điện đang bị hư hỏng, bị mất nguồn trong lúc máy đang hoạt động như này, thì mình vừa cho các bạn xem cái hiện tượng của nó rồi. Thì các bạn sẽ thấy là máy đang giặt bình thường và đang cấp nước thì nó bị mất nguồn đúng không ạ. Thì trước tiên để mà phân tích là cái hướng liên quan đến cái ban bệnh là liên quan tới vấn đề gì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái máy này bị hiện tượng đang giặt bị mất nguồn thì nó sẽ có hai, chúng ta phải phân tích ra thành hai nhóm nguyên nhân cơ bản. Nguyên nhân thứ nhất là liên quan tới có ICV xử lý, liên quan đến thạch anh dao động và các vấn đề liên quan của ICV xử lý, tức là bản thân con IC này bị ngắt giữa chừng thì nó cũng mất nguồn đúng không ạ. Và vấn đề thứ hai là liên quan tới khối nguồn. Đấy, cái khối nguồn nó gặp sự cố trong quá trình hoạt động thì dẫn đến là cũng mất nguồn. Thế thì làm sao để chúng ta phân biệt được cái vấn đề đó thì mình sẽ cắm điện lại. Vừa nãy mình cho các bạn xem hiện tượng rồi thì các bạn, mình sẽ cắm điện lại và mình sẽ mở máy lại cho các bạn xem. Đó, sau khi nó bị mất nguồn thì chúng ta bật nguồn trở lại thì các bạn sẽ thấy là máy sẽ lên được nguồn được ngay và đồng thời là sẽ kêu píp píp đúng không ạ. Thì cái này nó không phải là vấn đề báo lỗi mà nó là một cái đặc trưng của dòng máy giặt Toshiba, đó là khi nó đang hoạt động nó bị mất nguồn đột ngột thì nó sẽ
Khi các bạn bật lại nó sẽ báo kêu píp píp như vậy, và chúng ta có thể bấm nút khởi động để tiếp tục sử dụng cái chương trình đang giặt giang dở. Nó như một cái tính năng nhớ. Đấy. Thì các bạn là đối với dòng Sanyo thì khi có điện trở lại thì các bạn thấy là gì? Sanyo Aqua thì có điện trở lại, thì hoặc là Electrolux hoặc những cái dòng khác hiện đại bây giờ ấy, thì khi mất điện có điện trở lại thì nó sẽ tự động khởi động và nó tự động giặt. Thì đối với cái dòng LG hoặc là dòng Toshiba như này thì nó cũng có thể tự động giặt lại tiếp tục cái chương trình dở dang. Tuy nhiên chúng ta phải bấm nút khởi động. Đây, mình bấm một cái các bạn sẽ thấy là nó sẽ tiếp tục hoạt động. Đấy. Thế thì nhờ vào cái tính năng này thì chúng ta sẽ có thể phân biệt ra được là nó bị mất nguồn, nó liên quan tới gì? Các điều kiện làm việc của IC vi xử lý hay là liên quan tới khối nguồn. Thì các bạn phải để ý như thế này, nếu như cái con thạch anh dao động này nó bị hư hỏng, hoặc là IC vi xử lý và các điều kiện làm việc cho IC vi xử lý mà nó xảy ra bất thường thì nó có thể mất nguồn đột ngột, và khi chúng ta bật lại có thể lên nguồn ngay, nhưng nó sẽ không có tiếng kêu bíp bíp bởi vì bản thân IC nó ngắt nguồn, thì bật lại nó sẽ không kêu tiếng bíp bíp. Nhờ vào cái biểu hiện là khi chúng ta mở nguồn lại nó kêu bíp bíp như vậy, chúng ta chuẩn đoán là cái bệnh này liên quan tới cái khối nguồn đầu vào, giống như việc chúng ta đang dùng. Đây, mình thử cho các bạn này, các bạn nào đã đi sửa chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết được thì cái bệnh này nó sẽ liên quan tới cái khối nguồn đầu vào của cái mạch này là đang giặt, nó bị mất nguồn. Thì đây mình cho các bạn xem này, mình mở nguồn này đúng không ạ, mình bấm nút chạy này, bây giờ mình rút phích điện này, giống như mất nguồn đột ngột này đó, mình rút phích điện ra thì các bạn khi mình cắm lại điện lại, tức là có điện trở lại, chúng ta mở nguồn lên thì nó sẽ kêu như vậy đúng không ạ, đó, thì mình bấm nút khởi động là nó tiếp tục chạy. Còn khi mà chúng ta thò tay chúng ta tắt giống như vi xử lý đã ngắt thì chúng ta bật lại nó sẽ không kêu bíp đó. Thì đó là một cái dấu hiệu để giúp cho chúng ta có thể chuẩn đoán và sàng lọc được cái căn bệnh này, chứ không phải trong trường hợp nào mất nguồn chúng ta cũng đi thay thạch anh. Chỉ cái thạch anh dao động này nó chỉ hỏng khi mà chúng ta đang chạy nó mất nguồn, mà chúng ta bật lại nó không lên được nguồn đó, mà trong khi là nguồn cấp vẫn đang ok mà chúng ta bật lại nó không lên nguồn, thì cái đó mới liên quan đến thạch anh dao động và các điều kiện làm việc của vi xử lý các bạn nhé. Thì sau đây thì mình sẽ đo điện áp trong quá trình máy hoạt động, chúng ta sẽ xem là nó rồi thì các bạn sẽ đo cho mình xem là cái nguồn cấp sinh ra 12V, thì các bạn có thể đo tạm thời, chúng ta sẽ đo trên con diode zener nằm ngay cạnh IC quang, IC nguồn, IC quang và diode zener, thì chúng ta sẽ đo cho mình ở hai chân của diode zener để chúng ta kiểm tra cái nguồn 12V. Nguồn 12V trên thực tế khi mà chúng ta đo ấy, nó sẽ có khoảng tầm 9-10V thôi, 10V thôi. Đây các bạn nhé, thì hiện tại là mình đã đo, làm sao để cho nó tiện nhỉ? Tạm thời mình để cái bóng đèn xe ra đi để mình đo cho các bạn xem là cái nguồn của nó có bất thường không. Đấy, các bạn nhìn đồng hồ nó đang có nguồn đúng không ạ, mình sẽ bấm nó chạy này. Các bạn thấy nguồn nó tụt này, tụt này, tụt này. Đó, các bạn để ý này. Cái nguồn nó tụt nhá, khi nó đang hoạt động thì cái nguồn nó cứ tụt. Đấy, các bạn thấy nó có khoảng 9V, hơn 9V đúng không ạ? Và quá trình nó có tải hoạt động thì các bạn thấy cái nguồn nó tụt xuống dưới 9V. Và khi nó tụt xuống dưới 8V thì cái con dơ le này nó buông ra. Đấy, mình phân tích để cho các bạn hiểu này. Là khi có tải hoạt động, thậm chí nếu các bạn không có tải thì nó sẽ không làm sao cả, máy vẫn chạy bình thường luôn. Còn khi motor hoạt động hoặc có tải nặng hoạt động thì cái nguồn này bắt buộc là nó phải hoạt động, phải dao động mạnh lên để đủ nguồn để thêm tải mà. Thế thì khi mà cái nguồn nó tụt từ 9V xuống dưới 8V thì con dơ le này, con dơ le 12V này các bạn nhé, đây là một con dơ le để giữ cái nguồn by zero đầu vào, thì các bạn đã biết rồi đúng không ạ. Thì khi chúng ta nhấn cái công tắc này chính là chúng ta đang chập tắt cái tiếp điểm của dơ le để cho cái nguồn cấp đường AC nó đi vào, để cho cái khối nguồn hoạt động để cung cấp cho các cái thiết bị IC mà làm việc. Thế thì khi mà cái khối nguồn này nó sinh ra mà nó không đủ duy trì ổn định ở tầm 10V
Đúng thực tế là phải 12V nhưng mà thực tế nó chỉ được khoảng 10 đến 11V thôi. Thế thì các bạn thấy là nó tụt 9V rồi tụt xuống dưới 8V. Khi nó bị tụt xuống dưới 8V như vậy. Đấy, khi có tải hoạt động vào nó tụt dưới 8V thì con dơ le này khi yếu hơn 8V nó sẽ không đủ điện áp để duy trì cái tiếp điểm giữ được nữa, thì nó sẽ bị buông nhả tiếp điểm ra, và buông nhả tiếp điểm ra thì sẽ dẫn đến là bị mất điện AC cấp cho cái khối nguồn này hoạt động, và bo mạch chúng ta sẽ bị tắt nguồn và chúng ta bật lại, tức là chúng ta chập tắt cái này lại, tiếp điểm lại thì nó lại lên được nguồn ngay, và đồng thời nó sẽ tiếng kêu bíp bíp vì con dơ le này nó buông tiếp điểm ra, cho nên là giống như việc chúng ta rút phích điện ra. Đấy, thì các bạn sẽ bật lại, các bạn sẽ thấy nó kêu bíp bíp. Thì đấy là những cái biểu hiện chúng ta nhờ vào cái biểu hiện đó và nhờ vào cái hiểu biết về cái nguyên lý làm việc của nó, thì chúng ta sẽ chẩn đoán được cái ban bệnh này liên quan tới cái khối nguồn. Đấy, thì mình phân tích cho các bạn nhé. Thì chúng ta có thể đo cái nguồn 12V này ngay tại cái con diode Zener nằm ngay cạnh con IC quang này. Thì con Zener này nếu xảy ra hư hỏng thì các bạn có thể thay thế cho mình bằng con 10,6V, hoặc là các bạn không có thì lấy con Zener 12V cũng được. Thế còn cái nguồn 5V thì các bạn đã biết rồi, trong mạch Toshiba 800 E920 B1000 thì nó cái nguồn nó hoạt động, cái cấu tạo nguyên lý nó giống giống nhau. Thì cái diode Zener ổn áp nguồn 5V thì nó nằm ở đây. Thì nó nằm ở đây cạnh con bóng 2383 này, người ta sử dụng con bóng này để ổn áp nguồn 5V. Đây là tụ lọc nguồn 5V các bạn nhé. Cái mạch ổn áp 5V thì mình cũng đã giới thiệu trong một cái video clip trên kênh rồi đấy. Thì đây là mình đang phân tích để cho các bạn là chúng ta nắm được là cái nguyên nhân. Thì thông thường con diode Zener này có thể bị hư hỏng, hoặc là con IC quang này bị hư hỏng dẫn đến cái nguồn nó bị tụt thấp trong quá trình hoạt động. Thì trong quá khi các bạn bật lại có nguồn ngay thì chứng tỏ con Zener này không hỏng được, đa phần hỏng IC quang thôi. Thì đấy là cái kinh nghiệm sửa chữa của mình. Thì còn để mà học sâu về toàn bộ cái mạch này nó hoạt động như thế nào thì thực ra thời gian quay một cái video clip không đủ để mình giới thiệu cho các bạn biết được, thì các bạn phải thông cảm nhé. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ thì chúng ta phải tìm hiểu một góc độ, một video clip khác hoặc một góc độ riêng khác. Thì sau đây mình sẽ cắt chân con IC quang này ra để chúng ta đo cho mình xem là nó có hư hỏng hay không. Đây rồi các bạn nhé, thì mình đã nạy keo đi rồi và mình sẽ cắt trực tiếp để mình đo đếm cho các bạn xem trực tiếp trên mạch in để chúng ta tham khảo. Mình sẽ cắt mỗi bên một chân đi. Các bạn dùng dao cắt giấy các bạn có thể cắt được mỗi bên một chân. Rồi, sau khi cắt chân á thì chúng ta sẽ nạy cái chân vừa cắt nó lệch ra để cho nó khỏi bị chạm vào. Có nghĩa là chúng ta cắt đứt mỗi bên một chân đi, để chúng ta đo kiểm tra trên mạch trực tiếp luôn. Nếu khi nào chúng ta nghi ngờ nó hư hỏng thì chúng ta sẽ cắt hẳn ra bên ngoài. Khi cắt một chân ra rồi thì các bạn có thể sử dụng thang đo cao nhất là thang 10K. Chúng ta đo từng bên chân một. Đầu tiên chúng ta sẽ đo cho mình ở chân bên chân 12 này. Không lên này, chúng ta đảo que này. Lên này. Chân 12 một chiều lên, một chiều không lên, tạm thời ok. Chúng ta sẽ chuyển qua đo chân 34, thì trước khi đo chúng ta phải gãy cái chân vừa cắt cho nó xa ra. Các bạn thấy là kim lên này, đo vào kim lên tăng dần. Các bạn thấy là kim lên đúng không ạ? Kim lên dần. Không lên hết nhưng mà lên dần. Chúng ta đảo que này. Như vậy chân 34 là cả hai chiều lên. Và khi chúng ta đã xác định là nó bị nghi ngờ nó bị hư hỏng, tức là cả hai chiều là kim lên, thì các bạn cắt cho mình cả hai chân luôn. Rồi, thì sau khi cắt ra như này rồi, chúng ta đã nghi ngờ nó hư hỏng rồi, thì chúng ta sẽ cắt ra và các bạn sẽ đo cho mình từng bên chân một. Chân 12 là chúng ta nãy đo ok đúng không? Chúng ta sẽ đo lại 12 lần nữa này. Kim lên này. Chúng ta lật đảo que, lật con IC lại này.
một chiều lên một chiều không lên đúng không ạ? Như vậy là chân 1 2 là ok. Chúng ta sẽ đo chân 3 4 này. Đó, kim lên này, lật con IC lại. Như vậy là cả hai chiều lên, một chiều lên hẳn luôn, một chiều lên gần hết kim. Và một chiều là một chiều nó lên gần hết kim, nó lên từ từ các bạn nhé. Đó, nó lên rất từ từ luôn. Một chiều thì là gì? Lên kịch kim luôn. Rồi, như vậy chúng ta kết luận là con IC quang này đang bị giò cũng như là đang bị hư hỏng ở chân 34. Thì chúng ta sẽ tiến hành thay thế con IC quang khác. Thì con IC quang này thì các bạn có thể thay thế bằng con PC817. Rồi, trong máy in thì người ta đang sử dụng con linh kiện là PC817. Thì chúng ta cứ thay con 817 là ok. Đây rồi các bạn nhé. Thì mình đã thay thế cái con IC quang PC817 mới vào đây rồi. Thì các bạn thấy là mọi thứ vẫn nguyên si đúng không? Mình không cần phải thay con. Thì do là thời gian quay video clip nó khá là dài rồi thì mình cũng không hàn cho nó đẹp xuống, mình sẽ hàn tạm đây thôi để mình thử cho các bạn chúng ta tham khảo. Sau khi chúng ta thay thế thì điện áp nó sẽ như thế nào và cái mạch điện nó còn mắc cái bệnh đó nữa không? Còn nếu mà nó chạy ok thì chúng ta sẽ mình sẽ làm đẹp lại sau cho khách hàng. Đây các bạn nhá. Thời gian dao động. Các bạn ấy thay tí xấu, hàn hơi xấu. Có lẽ tí mình sẽ phải hàn lại cho khách hàng cho nó đảm bảo. Đây, bo mạch vẫn nguyên si các bạn nhé. Rồi, IC quang hư hỏng mình cắt mình để đây. Đây, còn IC quang bị hư hỏng đây. Rồi, vẫn tiện như lúc nãy. Thì cái phao này mình vẫn đang bơm hơi, chúng ta sẽ thử luôn, kiểm tra lại chắc chắn một lần cuối. Đối với Toshiba và các dòng khác thì trước khi cắm điện thì các bạn hết sức là lưu ý, bởi vì đối với Toshiba mà để xảy ra chạm chập thì nhiều khi không có cơ hội để chúng ta sửa lại nữa. Còn các dòng khác mà chạm chập thì chúng ta vẫn có cơ hội để sửa lại được. Thì chúng ta cứ phải cẩn thận cho tất cả các dòng, không phân biệt dòng nào cả. Đó là một cái chúng ta xây dựng một cái cách làm là trước khi cắm điện thì chúng ta phải kiểm tra nhìn lại kỹ lưỡng mọi thứ xem có chạm chập đâu không. Rồi. Rồi, cái bíp bíp này. Rồi, mình cũng lại tiếp tục đo điện. Khá là chật quá nhỉ. Các bạn thấy là máy nó vẫn đang chạy, vẫn đang tiếp tục giặt đúng không ạ? Do là lúc trước mình đã bơm hơi. Thế rồi, tụt. Bị tụt cái bơm rồi. Rồi, máy đã ngắt. Thì mình sẽ đo lại cái điện áp để cho chúng ta tham khảo là sau khi mình thay IC quang thì cái các bạn thấy chưa, nó khoảng tầm 9V này. Nhưng mà khi chúng ta thấy là sau khi chúng ta thay quang ấy thì khi mà nó đang ra lệnh cho cái động cơ chạy, tức là cái bóng đèn đang sáng ấy, thì cái kim đồng hồ nó vẫn đứng yên. Còn lúc trước chúng ta thấy là khi cái tải nó hoạt động thì cái kim đồng hồ nó bị tụt đúng không ạ? Rồi. Thì thực ra cái ban bệnh này thì nó cũng rất là đơn giản, bởi vì thực ra mình sửa rất là nhiều rồi. Thì mình chia sẻ cho anh em từng chi tiết, từng bước để anh em chúng ta tham khảo và chúng ta tập tành cách kiểm tra cũng như là xác định cái phương hướng để chúng ta sửa tra cho nó, kiểm tra và sửa chữa cho nó chính xác thôi. Chứ còn cái ban bệnh này thực ra mình cũng gặp rất là nhiều rồi. Đấy, thì hôm nay tiện thể thì mình có thời gian thì mình sẽ quay chi tiết để chia sẻ cho anh em. Thì do là cái thời gian quay video clip nó khá là dài rồi thì mình không có thời gian để mà
thử theo dõi máy lâu nữa, thì sau đây mình sẽ hoàn thiện những cái phần mà nó hàn hơi xấu để cho đảm bảo cho khách hàng, để trả lại cho anh em thợ lắp lại cho khách. Rồi thì mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây, và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn khán giả cũng như tất cả các bạn hội viên đã suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ luôn ủng hộ kênh của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Và xin chúc tất cả các bạn ngày càng sửa chữa thành công hơn nữa.